Trịnh Thăng Bình và Ly Kim Cương đi du lịch chung, phải chăng cặp đôi đã tái hợp? Linh ca tung poster sắp debut thành ca sĩ. CEO Hanna Nguyễn sống trong penthouse 600m² bị mạo danh đi hẹn hò. Nam Vương Phạm Kiên bất ngờ come out công khai tìm bạn trai. Sam lên tiếng đính chính khi bị đồn có thai. Chuyến du lịch bất ổn của cặp đôi Anh Tú Dị Nhi khiến dân tình cười xỉu ấp xỉu đau. Hoài Lâm phát tướng, lời dấu hiệu đáng lo ngại sau thời gian dài ở ẩn. Trịnh Thăng Bình và Ly Kim Cương đi du lịch chung, phải chăng cặp đôi đã tái hợp? Thời gian gần đây, cư dân mạng đã soi được nhiều chi tiết đáng ngờ của Trịnh Thăng Bình và Ly Kim Cương như diện đồ đôi hay tương tác ẩn ý. Chưa dừng lại ở đó, Trịnh Thăng Bình và Ly Kim Cương còn thường xuyên du lịch cùng nhau và mới đây nhất là chuyến đi châu Âu cực sensor. Trên trang cá nhân, cả hai thoải mái check-in và nhắc thẳng tên nhau. Đính kèm theo đó là những bức ảnh chung góc chụp của Trịnh Thăng Bình và Ly Kim Cương. Động thái này của cặp đôi làm netizen không khỏi đặt nghi vấn về chuyện tái hợp. Vào cuối năm 2019, Trịnh Thăng Bình mới có chia sẻ rằng anh và Ly Kim Cương đã đường ai nấy đi, chuyện tình của cả hai chỉ kéo dài trong vòng một năm và lý do dừng lại chính là bất đồng quan điểm sống. Ly Kim Cương chia sẻ về nguyên nhân chia tay Trịnh Thăng Bình: "Tôi và Trịnh Thăng Bình quá khác biệt. Chúng tôi cãi nhau mỗi ngày, cãi tất cả các vấn đề từ lớn đến nhỏ, từ cách làm việc hay cách nói chuyện đều không giống nhau, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn làm việc với nhau. Tuy nhiên, không giống với những cặp đôi VBiz khác, Trịnh Thăng Bình và Ly Kim Cương sau chia tay vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Thậm chí, cả hai có những tương tác ngọt ngào khiến nhiều người nghi ngờ họ sẽ tái hợp trong tương lai gần. Trịnh Thăng Bình và Ly Kim Cương luôn đồng hành cùng nhau, hỗ trợ trong công việc. Không những vậy, cả hai còn bắt tay hợp tác trong sản phẩm chung, làm người hâm mộ không khỏi mừng thầm. Đây là cặp đôi được cộng đồng mạng liên tục đẩy thuyền, hy vọng họ sẽ sớm tái hợp." Linh ca tung poster sắp debut thành ca sĩ. Liệu nữ hot girl có thành công hay sẽ nói gót đàn chị Chibu trở thành ca sĩ thảm họa? Tin đồn hẹn hò với Jun Chang-yeon mới đây còn chưa hạ nhiệt, Linh ca tiếp tục khiến dân tình bất ngờ khi tung loạt poster nhãn hàng sản phẩm âm nhạc, ẩn ý cho việc sắp trở thành ca sĩ. Trước đó, hot girl trẻ tuổi cũng gây xôn xao với loạt ảnh check-in tại YG và được cư dân mạng đồng đoán rằng cô nàng tham gia khóa vũ đạo của YGS. Có lẽ sắp tới, Linh ca sẽ cho ra mắt sản phẩm âm nhạc chỉnh chu, đánh dấu vai trò ca sĩ. Từng bị coi là thảm họa cover khi Linh ca khiến bản hit Fake Love của BTS thành chiêu trò câu view, chứ không thật sự yêu thích hay có khả năng về âm nhạc. Nên với dự án mới lần này, cộng đồng mạng khá hoài nghi về khả năng ca hát của hot girl thị phi một thời này. Bước vào showbiz với hàng loạt scandal gây tranh cãi như xây dựng hình ảnh gợi cảm khi mới 15 tuổi và phát ngôn gây sốc. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, Linh ca tích cực thay đổi hình ảnh và nhận về nhiều thiện cảm hơn từ khán giả. Vì cô nàng thay đổi phong cách ăn mặc, thần thái khi xuất hiện trong các sự kiện, show thời trang, nhận về cơn mưa lời khen. Hot girl 2K2 nỗ lực luyện tập vũ đạo, luyện giọng, chơi nhạc cụ. Liệu dự án sắp tới của cô nàng có thật sự chất lượng và nhận được sự ghi nhận từ phía khán giả, hay sẽ nói gót đàn chị Chibu trở thành một ca sĩ thảm họa mới của showbiz Việt? CEO Hanna Nguyễn sống trong penthouse 600m² bị mạo danh đi hẹn hò. Đàn ông lại tiếp cận chồng liền có cách xử lý cao tay. Ngoài những chia sẻ về mỹ phẩm hay làm đẹp, cuộc sống thường ngày của CEO Hanna Olala Hanna Nguyễn cũng được nhiều người quan tâm. Mới đây, cô đã có tiết lộ đáng chú ý tình huống bị chơi xấu mà mình đang gặp phải. Theo đó, Hanna cho biết cô bị người nào đó giả mạo, đăng bài trong một nhóm hẹn hò và để lại số điện thoại của mình nên nhận được rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi làm phiền. Ngoài ra, nữ CEO cũng liên tục bị hack Facebook. Cô cho biết đây là cách làm vớ vẩn nên không chấp. Nếu nhờ cơ quan chức năng vào cuộc thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng được sáng tỏ. Cô chia sẻ hãy dừng ngay mấy trò bẩn này đi trước khi quá muộn. Khi bạn ghét ai đó đừng dành thời gian vô bổ cho người ta. Bạn phải tập trung để làm cho mình giỏi hơn, đẹp hơn, giàu hơn họ. Đó mới là cách trả đũa đỉnh cao nhất. Ở phần bình luận, Hanna còn tiết lộ thêm về phản ứng của chồng khiến nhiều người thích thú. Cô cho biết khi có một người đàn ông gọi, chồng Hanna đã nghe máy, thậm chí còn giả vờ nhỏ nhẹ: "Anh à, gọi có gì không anh?" Khi đối phương nói muốn tâm sự, chồng Hanna quay lại dùng giọng bình thường khiến người này phải vội vàng tắt máy. Cũng trong chia sẻ mới này, nữ CEO đã kể lại chuyện mình từng bị vu khống trong quá khứ và cách xử lý cứng rắn. Cụ thể, khi thấy bình luận làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của mình từ bạn quản lý ở một công ty lớn, Hanna đã lập phi bằng, thuê luật sư kiện người này ra tòa. Kết quả cuối cùng, đối phương đã phải xin lỗi công khai và đền bù thiệt hại tài chính cho cô. Nam Vương Phạm Kiên bất ngờ come out công khai tìm bạn trai. Bước ra từ cuộc thi với ngôi vị cao nhất là quán quân The Next Gentleman, quý ông hoàng mỹ. Phạm Kiên tên đầy đủ là Phạm Văn Kiên, sinh năm 2000. Sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính, thuộc thế hệ người mẫu Gen Z đình đám trên mạng xã hội. Trong chương trình, Phạm Kiên là thành viên trong team của mentor Hương Giang, nam người mẫu gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả từ ngoại hình tới cách ứng xử. Sau cuộc thi, Phạm Kiên vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và luyện tập tích cực tại phòng gym. Mới đây, Phạm Kiên gây sốt cộng đồng mạng bằng caption của một clip TikTok: "Ai là boyfriend của tôi?" Netizen được dịp bàn tán xôn xao bên dưới phần bình luận và lan truyền khắp nơi về nghi vấn Phạm Kiên come out. Có lẽ fan Phạm Kiên cũng hoang mang với tình huống này. Phạm Kiên không lên tiếng xác nhận về vấn đề này. Bên cạnh đó, tiếp tục gây tò mò với khán giả bằng caption khác: "Boyfriend hay là girlfriend đây ta? Sao màn gây tranh cãi liên tục như này?" Khán giả cũng nhận ra, có lẽ nam vương của chúng ta đang đùa với fan thôi. Sam lên tiếng đính chính khi bị đồn có thai. Trước nghi vấn bầu bí, hậu công bố đăng ký kết hôn, Sam đã nhanh chóng có chia sẻ với người hâm mộ.
Mới đây, Sam chia sẻ khung hình nội ngộ cùng những người bạn của mình. Trong ảnh, cô nàng khoe nhan sắc tươi tắn và rạng rỡ. Tuy nhiên, gây chú ý hơn cả chính là vẻ ngoài của nữ diễn viên. Nhiều người nhận xét Sam trông đầy đặn và mẫm mím hơn trước, và nghi vấn mang thai sau 2 tuần thông báo đăng ký kết hôn từ đó được dấy lên. Sau khi công khai được cầu hôn với chiếc nhẫn kim cương chất lượng, cho đến tối ngày 28 tháng 4, Sam chính thức quay bức ảnh đầy hạnh phúc để xác nhận đã đăng ký kết hôn với bạn trai. Dù sắp về chung một nhà, song đến nay, nữ diễn viên vẫn quyết giữ kín danh tính lẫn dung mạo trong sắp cưới của mình. Nói về đám cưới sắp tới, Sam chia sẻ, với tính cách kín đáo, không muốn chia sẻ chuyện riêng, tôi từng nghĩ tổ chức một đám cưới ấm cúng. Nhưng từ khi đăng ảnh nhận lời cầu hôn của bạn trai, tôi nhận được quá nhiều lời hỏi thăm, chúc mừng và ai cũng hỏi, khi nào đám cưới? Vì vậy, nếu tổ chức đám cưới thì không thể không mời, do đó tôi thay đổi dự định. Có lẽ tôi phải mời đông đảo bạn bè, nhưng kế hoạch cụ thể thế nào thì tôi chưa biết. Trước thắc mắc của nhiều người về chuyện bầu bí, Sam đã lên tiếng, nữ diễn viên nhiệt tình trả lời những câu hỏi của khán giả và phủ nhận chuyện mình đang mang thai. Cô cũng cho biết mình cảm thấy khổ tâm về tăng cân nên mới dẫn đến hiểu lầm. Người đẹp than thở, khổ tâm ghê, dạo này em mập mọi người ơi. Chuyến du lịch bất ổn của cặp đôi anh Tú Diệu Nhi khiến dân tình cười xỉu ấp xỉu đau. Từ sau khi kết hôn, vợ chồng anh Tú và Diệu Nhi hiếm hoi chia sẻ về đối phương, nhưng mỗi lần lộ diện chung đều theo cách hài hước. Cô vợ nổi danh là thánh lầy trong làng giải trí Việt, còn chồng lại là nam ca sĩ vừa điển trai vừa mảng chát. Hỏi sao mỗi lần Diệu Nhi anh Tú bắt tay pha trò đều khiến dân tình phải thả ha ha. Cũng tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi, để cùng đi du lịch như bao cặp đôi khác, nhưng Diệu Nhi và chồng có cách chia sẻ về đối phương vô cùng độc lạ. Trong chuyến nghỉ dưỡng, Diệu Nhi đảm nhận vai trò phó nháy cho ông xã, nhưng 4 bức ảnh thì có đến 2 bức bị mờ. Còn anh Tú lại bày trò vô cùng bất ổn giữa đêm, nam ca sĩ hết chơi cầu trượt dành cho trẻ con, đến cả cây đầu trong lúc đi dạo cùng bà xã. Anh Tú hào hứng khoe với dân mạng, trông vậy đó chứ thật ra cũng hip hop never die, nửa đêm đi ra ngoài làm trò dở hơi, chết mất thôi. Người ta hay nói, yêu đúng người không cần phải trưởng thành, đích thị là gia đình của Diệu Nhi và anh Tú. Trong khi chồng bày đủ trò nhí nhố thì Diệu Nhi cũng chơi bập bênh, thích thú quay lại mọi hành động của anh Tú rồi phán luôn 2 chữ trẻ trâu. Với những khoảnh khắc đời thường này, dân tình cũng phần nào đoán được cuộc sống hôn nhân thú vị và vui vẻ của đôi vợ chồng trẻ. Anh Tú từng nói mỗi khi về nhà được ăn cơm cùng Diệu Nhi, sau đó cả hai quăng miếng cho nhau rồi bật cười là đủ hạnh phúc. Hoài Lâm phát tướng lộ dấu hiệu đáng lo ngại sau thời gian dài ở ẩn. Cuộc sống và ngoại hình của Hoài Lâm có nhiều thay đổi từ sau khi ít xuất hiện trước công chúng. Sau khi trở thành quán quân chương trình Gương Mặt Thân Quen, Hoài Lâm vụt sáng trở thành một trong những ca sĩ có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí ở tuổi 19. Thế nhưng, Hoài Lâm tự nhận bản thân không phù hợp với môi trường showbiz nên lui về hậu trường và ở ẩn nhiều năm, khiến công chúng tiếc nuối. Tuy vậy, trong những lần hiếm hoi lộ diện, Hoài Lâm đều nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Mới đây, một người bạn của Hoài Lâm đã chia sẻ khoảnh khắc nam ca sĩ đang mặc đồ đá banh, cất giọng hát ấn tượng ngay trên sân cỏ. Khán giả khen ngợi vì Hoài Lâm vẫn giữ được nét riêng, chất giọng đặc biệt dù đã không còn đi diễn nhiều. Thế nhưng, điều gây chú ý hơn cả chính là ngoại hình của con nuôi nghệ sĩ Hoài Linh sau thời gian dài không lộ diện. Hoài Lâm hiện tại tròn trịa và phát tướng hơn hẳn so với lúc còn làm nghệ thuật. Ngoài ra, trong một clip khác được đăng tải cách đây 3 ngày, Hoài Lâm khiến người hâm mộ lo lắng vì có biểu hiện mệt mỏi, mắt thâm quầng như những người đang thiếu ngủ. Không chỉ thế, trong khi hát thì Hoài Lâm liên tục nhắm mắt, khuôn mặt thể hiện sự buồn bã. Ngay lập tức, dân tình đã khuyên Hoài Lâm nên nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý để lấy lại phong độ hoàng tử V-pop như xưa.